Bất động sản Quang Linh mến chào các cô chú và các anh chị. Mến chúc các cô chú và anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Hôm nay em xin giới thiệu với các anh chị một lô đất nhỏ, giá rẻ phù hợp với các anh chị và cô chú có tài chính thấp. Từ vị trí đất các anh chị rẽ phải sẽ ra được tỉnh lộ 328 và rẽ trái các anh chị sẽ đến công ty Triều Phương, công ty Vinh Đại Phát. Lô đất có diện tích ngang 5 và 27m và có 50m2 đất thổ cư. Giá tổng tiền nguyên lô là 500 triệu trên một lô. Xung quanh lô đất là nhà cửa và dân cư đã hiện hữu. Đường trước đất là đường nhựa rộng 6 mét. Lô đất này có hướng đông. Các anh chị có thể hình dung vị trí lô đất trên bản đồ vệ tinh. Xung quanh lô đất, nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Từ vị trí lô đất, các anh chị rẽ trái sẽ đến công ty Triều Phương là 300m và công ty Vinh Đại Phát là 500m. Nếu các anh chị rẽ phải sẽ ra đến tỉnh lộ 328 chưa đầy 300m. Từ tỉnh lộ 328, các anh chị có đầy đủ các tiện ích, chợ, bách hóa xanh, ủy ban xã, trường học. Và từ vị trí lô đất, các anh chị muốn di chuyển đến biển Hồ Tràm. Chưa đến 28 km. Với một lô đất nhỏ, giá rẻ, giá trị tổng chỉ 500 triệu cho một lô đất phù hợp với các anh chị tài chính thấp, có thể mua để dành hoặc an cư lập nghiệp tại khu vực này. Nếu các anh chị rẽ tay phải, sẽ ra đến tỉnh lộ 328. Bất động sản Quang Linh tự tin với cách tư vấn rõ ràng và review một cách chân thật nhất. Các cô chú và anh chị đã mất thời gian tìm hiểu những thông tin về sổ, giá và vị trí của lô đất. Mọi thông tin về lô đất ngang 5 và 27m, giá trị 500 triệu cho một lô đất tại xã Bầu Lâm, các anh chị có thể gọi ngay cho Bất động sản Quang Linh qua số điện thoại 0986 606 314. Em xin cảm ơn. Bất động sản Quang Linh nhận ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh chị có nhà đất cần bán, vui lòng gửi sổ, giá và vị trí về số Zalo của Bất động sản Quang Linh. Em xin cảm ơn.